báo cáo là siêu phẩm điền phôi đây, nhập vào được tí là nhiều tiền lắm này, trên chục đây. Thì đang phong cách hiện bây giờ này, con này thì nó nhanh một chút là nó đã phân chi ra rồi, và cái chi thứ nhất này thì là nó đã hình hài rồi, đang chia form rồi đấy, và một con rất lùn và bệ rất là ok đấy các bác nhá. Mình đang vùi tí nữa cắt đi thì mới khoe được, nhưng mà một con rất giá trị mà vứt ngoài vườn này, giá trị nhất vườn đấy. Khoe khoe các bác, nó hơi bị dưới bóng bưởi, nó hơi bị xỉn cái lá, nhưng mà không sao đấy. Bây giờ làm em này, hôm trước đến nhà bác hậu cây tiểu quán ấy thì thấy toàn phong cách này thôi, thì nó cũng hợp gu anh em thì đến chơi, nhưng mà cây thực tế mà giá của nó thì kinh khủng lắm. Đấy là giá dành cho anh em nhé, đấy thì sợ lắm, toàn là 100 triệu thì loanh quanh tầm đấy thôi, thậm chí có tiền không mua được đấy. Thì về sửa những cây này thì biết là mình cũng có những hàng khủng chứ không phải là đơn giản đấy. Chân bệ rất ok, chân bệ cái này đẹp, chân bệ đẹp, ngày xưa trên chậu người cho xuống xốp đấy. Thì bây giờ làm cũng nói với các bác là một số khi em đi em không hỏi giá hoặc là không đăng số điện thoại của chủ làm gì đâu, vì là nhất là mình đến chơi và mình thăm, nhiều khi cứ đăng số lên các bác 9 người quan tâm thì 10 người gọi nói nhảm, hỏi nó không thiện chí, thậm chí nghe cái giá là giật mình. Chuyện là tốt nhất là thiện chí thì cứ đến tận nơi, họ có thể hỏi em cái địa chỉ, đừng hỏi số nhé, đấy rất phiền. Bây giờ chuyển cái đã, xong rồi thì mới khoe được chứ được lắm bữa. Ý tưởng con này dọn cái đã, dọn kiểu chơi Tết đấy mà, chia má nhiếc xong rồi vẽ vời lại bông sau, rồi khoe cái bệ cho các bác xem. Điền trực điền luôn dáng đại thụ đấy, đại thụ, và có thể gọi là lão mai sinh quý tử cũng được, có con tử bên kia đấy, thì tùy. Nói chung là bây giờ nó phóng khoáng, nó vướng bên kia thì em cũng chưa xoay xoay sang được. Đây một khối gớm mặt này, chân bệ các bên đều rất là kinh khủng. Nếu cái múc con này trên trục là cũng rón rén phết đấy, nhưng mà bây giờ thì thấy bình thường, cứ mua đi rồi lại thấy nó bình thường là cái mức tiền ấy, chứ không phải là cây nó bình thường. Cây thì mình ưng quá mình mới mua chứ. Rồi lại nhảy thế này làm các bác nhé. Cái đợt lâu lâu về quê bỏ quên hết cái bộ đồ, bây giờ chẳng còn lại gì, nhưng mà cho nên là dùng cả cái đồ tripod và dựng cái camera thì nó cũng bỏ quên mất ở nhà, nhiều khi không dựng được các góc khác thì bác thông cảm nhé. Chơi Tết ô biếu tạm thời ngôi sao. Thì tiếng Anh đã ấy đâu, đã có kết quả đâu, lại có không kết quả ngay chắc không ý, nhưng mà gì nhỉ, chung toàn công ty thế mà nó đòi em chứ. Ôi giời, nhìn là thấy mà. Buồn mà phấn đấu thôi. Đi làm thôi. Chê bố nghèo quá. Mong qua Tết thì mong nó qua Tết, mong nó đi học, cho con này đi học. Mong qua Tết lại mong đến Tết. Mong đến Tết là vì Tết tốn kém. Kinh hết.
Để cắt cây này là sướng rồi. Mong chờ gì nữa. Sao bố không buồn thế nào nhỉ? Ôi giời, buồn từ trưa nữa. Buồn thế là đủ. Mẹ buồn mãi rồi, bố mẹ buồn mất từ lúc bố nói mẹ buồn mất. Mẹ chỉ vì tiền thôi. Hả? Mẹ chỉ vì tiền thôi. Không có tiền thì sống làm sao được? Sống thôi. Bao nhiêu năm tháng nay vẫn sống rồi. Mà chơi thì sập xuống. À em biết thủ phạm đất lá của anh là ai rồi. Thôi. Chị vừa đất cây. Đừng có cho nó động vào đấy. Vừa đất cái lá xin xong rồi này. Buồn cười được nữa. Thank you.
Đấy, tạm thời dọn như thế các bạn. Đấy, cái tổng thể nó đây. Ngọn này thì đang nuôi. Khi này đang nuôi để có mấy phương án cho cái cành này. Ngọn đây thì sau lên để cắt giật phát đây. Nhưng mà tất nhiên phải to bằng cái này thì mới cắt, gần bằng cái này thì mới cắt. Bây giờ còn chưa cắt được. Đấy, thứ nhất đây thì vừa tỉa để vẽ bông, vẽ tán. Bên này bảo là cái tử nhưng mà thực tế là cũng không đúng lắm. Không đúng lắm. Đấy. Để cắt ra thì mình đang tính là như này. Đây sẽ là một chi bông chi đỡ. Còn cái này sẽ là một chi, tính là một chi. Đấy là một phương án nhé. Tính một chi, đây một chi. Đây là ngọn. Đấy, còn cách thứ hai là bẻ cái này xuống đây cho dính vào đây, bẻ này xuống đây dính vào đây thì nó đơn giản đấy, cái này rất khỏe mà, dính vào đây vô tư, cho dính vào đây để làm cái tay ở dưới này, nó bỏ cái này đi, bỏ từ này đi, vắt cái này xuống đây khoảng độ hơn 1 năm là nó ăn vào đây thôi mà. Đấy, ăn thì ăn nhanh thôi nhưng hơn 1 năm nó sẽ gần như là liền một khúc đấy. Đấy thì sẽ từ đây sẽ là một tay này, đây một tay và đây là một ngọn, còn ba hai tay một ngọn. Đấy thì ý tưởng là như thế. Các bạn có hai phương án nhưng mà dù phương án nào thì cũng phải giữ lại cái cành này. Đấy, giữ lại cành này, mặt này đang như vậy. Lúc đầu ấy, thì suy nghĩ là nuôi cái cành này để nó liền cái sẹo này, sẹo này nó có cái vắt dễ vắt ngang đây và có cái mầm đây thì triển rất là dễ. Bây giờ cắt cái này, lấy cái cắt cái khẩu này đi, lấy cái đoạn này vẫn nuôi dễ ở dưới này, lấy khẩu này thì nhắc đi ra đây cũng vô tư chứ không cần thiết phải ép ở đây, vít xuống ép. Đấy là có hai cái phương án. Đấy, một là nếu mà bỏ cái tử này thì sẽ nuôi cái này xuống dưới này. Đấy thì bệ nó còn dưới nữa các bạn, bệ nó rất là ok, còn dưới nữa, còn mà khoảng độ gần 10 phân nữa các bạn. Đấy thì một ngọn này to lên cắt một phát nữa là thành hình hài. Đại cục đó này. Chân bệ là tứ phía là có hết nhé, như chứ không phải là nó phẳng như này đâu nhé. Ở dưới có bệ trải ra đây nhé. Trải ra đến đây xung quanh nhé. Đấy, có những cái đường này. Đấy, đây là những cái rễ ở dưới và nó không cắm sâu mà nó là lan như là rễ bệt các bác nhé. Bệ bệt nhé. Đấy. Tổng thể cái này hoàn thiện chắc thì tầm 25 phân hơn 30 phân cả cái mặt bệ khi mà mình hở bệ nó ra. Đấy thì phương án mà làm một cái chi ở đây thì để giữ lại cái này, giữ lại cái tường này cũng hay. Ở đây là một cái chi. Đấy, đang nói chuyện giờ về cái chi này.
các bác mà nhìn ở trên xuống thì nó sẽ tổng thể hơn đây. Đấy. Bên này nó còn một chút trống mà. Thì nếu mà cái tử này mà ngày xưa mà nó lái ra đây thì thực tế nó là một cái form cũ thì nó cũng không có gì để bàn vì nó chuẩn chỉ. Nhưng mà bây giờ mình muốn giữ cái này là mình nuôi cái tay này thật to để nó theo hơn cái tay này. Bởi nó có đất mà. Cắm hàng cái rễ xuống đất mà thì nó sẽ rất nhanh chóng to hơn cái tay này, vì trước đây cái lúc mà em nhập về nó có cách đây có 2 tháng chứ mấy thì cái này nó bằng cái này rồi. Đấy. Bây giờ nó bằng này rồi. Đấy. Thì nó làm cái chi thứ nhất thì nó không phải là cái gì đáng ngại. Đấy, làm ở phía bên này. Đấy. Thì là một phương án nhá, còn một phương án nữa là nhấc cả cái khối này đặt xuống đây, cái rễ này vẫn ăn ở đây coi như một cái cây độc lập, xong tự nhiên nó sẽ ăn vào đây thì sẽ thay thế cái tay kia. Đấy là một phương án, nhưng mà cái này thì để nguyên thì hay hơn, cảm giác nó nghịch hơn, nó khác lạ hơn. Và nuôi cái ngọn này, khi nào cái này đủ thì cắt, khi nào ngọn này to đủ to thì cắt. Đấy thì lúc đấy thì bên cái tay này nó sẽ có ra răm rồi, nó hoàn thiện phần nào rồi, sẽ rất ok. Đấy, mới mà. Bệ như thế này thì không phải bàn quá nhá. Em không tiện mới nó lên mà nó bẩn quá. Bệ không phải bàn. Đấy. Làm liền rất là nhanh. Mới đây thôi, nó chỉ bằng này này. Nó bằng này rồi. Đấy. Có lẽ là nhìn vẫn chưa phê bằng cái lúc nó trên chậu. Lúc nó trên chậu em mua là nhìn thấy cái bệ nó sướng. Đấy. Thì bây giờ nó trên chỗ cốt là nó có rác đúng không em nhé? Rác nhiều khi nó không thấy hết được, chứ trực tiếp mà nhìn thấy thì sẽ biết là cái gì em nói. Đấy, nhấc cả cái này vẫn được liền dẹo này, và cái này cũng nhấc xuống đây. Đấy là một phương án nhé, tôi bỏ cái này đi. Mà em thì em không chơi phương án đấy, giữ nguyên này. Đấy. Thì là một cái cây cũng có nhiều dữ liệu để làm, và đó là một dòng xanh quý khá là hay, làm điền. Thực tế là có hai cái tay kia đã vò form rồi, chỉ con này chờ cắt, hai cái chờ cắt cái ngọn và cái chi nữa chờ cắt thôi. Đấy. Cảm ơn các bác theo dõi nhé.